Ok, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại. Và tôi ở trong lần này tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một số các chức năng tìm kiếm cao của YouTube. Ở đây kênh của tôi, và bắt đầu tôi sẽ tìm kiếm với từ khóa là Elephant Voice. Thì các bạn có thể nhìn thấy là có rất là nhiều cái kết quả ý ở đây. À, đây tất cả những cái kết quả mà người dùng người ta thường tìm kiếm ở trên YouTube. Thì nếu như đây là một gợi ý cho các bạn, cái chủ đề các bạn có thể làm được. Và cũng giống như là Google thì YouTube cũng chỉ cần click vào cái dấu search đấy thì là các bạn có thể thấy rất là nhiều các kết quả đấy. Mình tất cả đều liên quan đến đến voi. Và hầu như tất cả mọi người đều là để khoảng 3-4 từ để tìm kiếm video trên YouTube. Và với từ voi này chúng ta có 3.820.000 kết quả trên YouTube. Và các bạn ý thì có một cái là filter ở đây, thì tức là filter ở đây thì rất là cái bộ lọc. Và cái chữ filter này thì chỉ xuất hiện ngay chỉ ở khi và chỉ khi các bạn đã search một cái, và sau khi mà các bạn có thể các bạn search xong, các bạn có thể vào và có thể xem được xem là cái video này thì là tìm video mà được upload từ trong giờ chẳng hạn. Và trong giờ trước thì có rất là nhiều video ở đây, thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là 343 kết quả. Và tôi chúng ta sẽ chuyển sang là này, các bạn nhìn thấy tuần này thì là tôi sẽ nhấn đăng một chút. Ok, các bạn có thể nhìn trong vòng các bạn là nhấn dấu X này vào để bỏ cái kết quả của cái bộ lọc ấy đi. Có thể thêm một số cái bộ lọc khác nữa vào. Bây giờ tôi muốn thử tìm trong ngày hôm nay xem. Đấy, thì là các bạn có thấy là cái kết quả đầu tiên thì là các bạn có thể thấy có chữ ad ở đây, tức là kết quả được tài trợ để quảng cáo. Đây thì có rất là nhiều các cái lưu trình khác nhau, thì có là các bạn có thể chọn là video hoặc là phim hoặc là clip ngắn dưới 4 phút hoặc là clip dài 20 phút, hoặc là những cái ngoài các bạn có thể tìm ra những cái video mà chất lượng HD này, rồi có phụ đề này, rồi thì là được sử dụng lại này, 3D này, hay là đang được phát trực tiếp hoặc là phải sợ xem. Và như chúng ta thì thường chúng ta sẽ tìm là Creative Commons, thì để tìm những cái video chúng ta có thể là sử dụng lại được. Và các bạn có thể thấy ở đây thì là ngày hôm nay thì vẫn có những video mà được sử dụng lại. Và chúng ta có thể tắt cái chữ tới đây đi, ngày hôm nay đi, thì chúng ta có thể xem các video khác thì cái nào chúng ta sử dụng lại được nữa. Và chúng ta có thể thấy rất nhiều video ở đây thì là một vài tháng trước, vài năm trước, thì tất cả các video mà ở trong kết quả thì các bạn đều có thể dùng sử dụng lại thương mại được. Và các bạn cứ làm theo như là YouTube Editor để tạo video giống như tôi đã hướng dẫn các bạn. Ok, bây giờ tôi sẽ tìm tiếp một cái cụm từ khóa khác, có là từ khóa là kittens. Và các bạn có thể thấy rằng là kittens này như là con mèo con, thì các bạn có thể thấy là cái việc cái chủ đề này rất là hot, chúng ta có rất là nhiều cái chủ đề con khác ở trong này, và chúng ta có thể lựa chọn những cái video mà được phép sử dụng lại với mục đích thương mại, thì có khoảng tầm 5.720 kết quả. Nó có rất thể và chúng ta có thể tìm trong vòng tuần này xem có video nào không. Có, chúng ta vẫn có 174. Và chúng ta có thể tìm trong vòng tuần này xem có video nào không. Có, chúng ta vẫn có 174 cái video ở trên này có thể sử dụng lại được. Thì các bạn có thể lấy những cái video này về được. Và
Và các bạn có thể nhìn thấy rằng là cái từ khóa trong này thì cũng không, nó cũng nhiều cái từ khóa nó không không có tên trên tiêu đề, nhưng mà tuy nhiên là nó có liên quan đến cái chủ đề nên là nó phải ra kết quả cho các bạn. And again, as I hope you've learned so often in this course, there's so much of YouTube that's there, it's available to be used. They don't make it easy. Và có rất là nhiều cái thứ các bạn có thể làm đây thì ở với cái filter ở đây. And remember that you can only see this filter once you've already typed a search a term in and click the search button. If you don't, then the filters doesn't appear. Just to confuse things. Again, something else that's useful, an extra way of searching. Và trong video tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là làm thế nào để xem chúng ta có bao nhiêu đối thủ và chúng ta sẽ xử lý với họ như nào.